Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Em giới thiệu lớn lên cho mình kia nghe nha. Bắt đầu. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào quý vị khán giả. Và chào bạn nữ ở bên. Em tên là Đoàn Hải Hải. Năm nay em 26 tuổi. 26. Và hiện tại em đang làm việc cho một công ty bảo hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở Bình Phước. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào khán giả. Và em chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Năm nay em 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên nhân sự cho một tập đoàn. Hãy cho bên đàn gái biết một chút về ưu khuyết điểm của em đi. Dạ, khuyết điểm của em thì ở đây em cũng muốn khai thật với bạn gái trước. Em có sử dụng ba chất kích thích. Và em nghĩ là cái chất kích thích này chắc là các bạn gái cũng sẽ không thích lắm. Chất kích thích đầu tiên đó là cà phê. Một ngày em phải uống ít nhất là 3 cử cà phê là ít nhất. Trời, em thua chị 5 cử. Rồi một cái chất kích thích thứ hai đó là thuốc lá. Một ngày hút mấy bao? Dạ, nó sẽ tùy vào em ngồi làm việc ở đâu nữa chị Vân. Ví dụ em ngồi làm việc ở quán cà phê nguyên một ngày, từ sáng đến tối thì có thể là sẽ hết được một bao. Nhưng ôi, nếu... vậy em thua chồng chị ba bao. Nhưng nếu như em ngồi làm việc ở văn phòng thì một bao đó chắc khoảng 3 đến 4 ngày mới hết. Và chất kích thích thứ ba đó là bia. Thì do tính chất công việc của em thì phải đi gặp khách hàng rất là nhiều. Không biết là bạn gái có chấp nhận được ba chất kích thích đó không ạ? Cái đô của em mấy lon? Dạ khoảng 15. Thôi rồi. Anh nghe anh còn ngại được nói chi là bạn gái. Dạ. Trời ơi, Vân nghe chất kích thích Vân hết hồn. Vân tưởng cho em, tưởng là cái gì. Chứ còn thực ra cái này á thì là cũng không có phải là e dè lắm. Chỉ có cái cuối cùng á là 15 lon á. Yeah. Thì là mình thấy cái đô hơi nặng. Cho em biện minh một chút được không ạ? Đó là 15 lon khi mà em đi gặp khách hàng và đối tác họ uống thì mình cũng phải uống tới nơi. Là cái đô của em là 15 nhưng mà bình maximum thường... Maximum thôi, nhưng mà bình thường tầm khoảng 5-6 chai thôi là em... Một tuần là uống mấy lần? Dạ đó, em phải tùy vào khách hàng của em nữa. Nhưng mà bây giờ em cứ trung bình thử. Thì một tuần khoảng 4 ngày. Tuần có 7 ngày em uống 4 ngày. Dạ. 3 ngày kia là coi như là... Là người ta uống với em. 3 ngày kia là em dành thời gian ở lại văn phòng em làm việc. Khi xỉn thì em làm gì? Không, khi xỉn thì em đi ráp về nhà và em ngủ giấc tới sáng. Ngủ tới sáng. Và em có một cái điểm mạnh đó là dù em uống nhiều cỡ nào, sáng thì vẫn 5 giờ rưỡi đến 6 giờ là em đã dậy và em đi làm rồi. Quan trọng là bạn gái bên kia. Quan điểm của em về ba loại chất kích thích như trên. Ban đầu em nghe em cũng hoang mang lắm. Nhưng mà khi mà bạn giải thích ra rồi thì em thấy cũng bình thường. Em uống cà phê không? Dạ không ạ. Nếu mà em uống cà phê thì thực sự một ngày 3 ly cà phê thì nó cũng phải là ghê gớm lắm. Chắc chắn là thuốc lá em không biết hút đúng không? Dạ không ạ. Nhưng mà nếu như mà bạn ngày em hết một bao thì với cái tuổi này của em thì cũng hơi bị nhiều. Dạ, đó là khi em ngồi làm việc một mình. Và tại vì em thì em rất thích cái sự tập trung cho nên là em sử dụng nó. Còn ví dụ như sau này mà em có bạn gái thì bạn gái sẽ là sự tập trung cho em, nó không phải là tiêu thuốc nữa. Khuyên em thế này là bớt đi. Dạ vâng. Bởi vì anh cũng đã trải qua giai đoạn đó rồi. Những giai đoạn mình còn trẻ, còn sức khỏe đó, mình có thể sử dụng như thế. Yeah. Nhưng mà càng ngày cái tuổi càng lớn đó thì nó hết sức là nguy hiểm. Yeah, một vâng. Cái hậu quả nó không tốt như sau này. Yeah, vâng. Anh là đã trải qua, anh còn nhiều hơn em luôn. Ưu khuyết điểm của em đi. Dạ. Chào em gái. Trước tiên thì em nói về khuyết điểm của em trước ạ. Tính cách của em hơi nhút nhát, em nghĩ là em hơi nhạt. Còn về ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình trong nhiều việc. Em có thể làm cho người ta thoải mái, tự tin khi mà đi với mình á. Em có mối tình rồi? Dạ thưa anh, trước giờ thì em có 2 mối tình rồi. 2 mối tình? Dạ. Mối tình đầu thì được khoảng 1.5 năm, là mối tình thời em còn đi học thôi. Mối tình thứ hai thì chỉ là mối tình yêu đơn phương. Kéo dài 2 năm. Và bây giờ bạn đó đã có người nâng khăn sửa túi rồi. Một cô gái xinh xắn thế này không có nghĩ là có mối tình đơn phương đâu. Nhiều lắm chứ Linh, Vân hồi đó cũng có tình đơn phương đó. Mà người đó không bao giờ biết đâu. Tại vì Vân không thích nói. Em chắc cũng vậy, em không nói ra cho nên người ta không biết được. Em chỉ sợ là nói ra xong rồi người ta chạy mất dép thôi. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng giống bạn gái ở bên, em cũng có 2 mối tình. Và cũng có một chút trùng hợp với bạn gái thì em cũng có một mối tình đơn phương. Sau cái mối tình đó thì em cảm giác em có lỗi gì không? Em có thiếu sót gì không? Thiếu sót của em có thể là từ trước đến giờ trong tất cả các mối tình của em thì có thể là em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Đó.
Cái điều này hết sức là quan trọng trong tình yêu. Nhớ nha, mối tình này phải chăm sóc. Hiện tại thì em muốn tìm một người yêu mẫu hình lý tưởng thế nào? Đầu tiên phải là phù hợp với con người em. Và chiều cao thì 1m68, nặng 58 trở lên là được. Tại vì em thích số 8. Với lại đó cũng là tiêu chuẩn BMI của quốc tế. Bạn bên kia là mét mấy? Dạ em 1m68, 63kg. Em cố gắng là nặng 5kg nữa đi em. Ở đây có thể là em nói ra thì nó lại có một cái sự trùng với bạn gái ở bên. Thì em cũng rất là thích số 8. Giống như số điện thoại của em cũng là số 8 đuôi. Và kể cả số tài khoản em cũng lựa số có những số 8. Thì mẫu người lý tưởng của em thì em thích một người phụ nữ dịu dàng, giống như chị Ninh Dương Lan Ngọc chẳng hạn. Nói chung là hai bạn cũng có những cái sự trùng khớp với nhau. Bây giờ mình hỏi người thân cái đi. Em trai đi với ai? Em thì ngày hôm nay em đến đây cùng với sếp của em và bạn thân của em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các anh chị khán giả. Em thấy bạn gái rất là xinh xắn, dễ thương. Hãy nên cố gắng để tìm hiểu để hai bạn có thể nếu có duyên á, thì sẽ thành đôi với nhau, thì đó là điều rất là vui. Hãy cũng nên giảm bớt công việc lại để dành thời gian để tìm hiểu thì nó sẽ tốt hơn cho hai bạn. Cảm ơn em. Dạ thưa chị, hôm nay em đi với hội bạn thân của em. Xin chào chú Quyền Linh cùng cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả đang trong trường quay này. Thì cũng chào anh trai bên kia. Thì em tên là Thiện. Thì bản thân Thiện thấy là anh trai bên này khá là trưởng thành, trầm tính cũng như là biết cách lắng nghe. Lúc nãy Mai có chia sẻ là cái điểm hạn chế của Mai là Mai hơi nhút nhát. Điều đó tạo cho Mai cái sự gọi là duyên dáng đấy, làm cho đồng nghiệp cũng như là các bạn yêu mến Mai nhiều hơn. Cũng mong là cái cảm xúc đầu tiên của hai bạn nó có để mà mình cùng bấm nút và trao cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cái điều quyết định còn lại thì ở hai bạn. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Mở rào. Hôm nay em có một món quà tặng em. Món quà đầu tiên đó là một loại hoa, là hoa hướng dương. Thì luôn chúc em lúc nào cũng sẽ tươi tắn như hoa hướng dương và hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất. Rồi, anh tặng em. Và một cái món quà thứ hai nữa, đó là thứ em có thể sử dụng nó mỗi buổi sáng trước khi em đi làm. Và hy vọng nếu mình có duyên thì hết cái ở trong này thì mình có thể làm về với nhau. Anh tặng em. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Đây là một chiếc áo sơ mi. Cảm ơn em. Em nghĩ là nếu như mà mình có duyên với nhau thì lần đầu tiên hẹn nhau thì anh có thể mặc chiếc áo này. Wow, màu đen. Có đúng cái màu mà em thích không? Dạ em thích ạ. Đó, chưa gì có điểm chung. Em mở này ra coi. Đây rồi, có đúng hoa. Nước hoa thì đúng sở thích của em. Đúng sở thích hả? Dạ, tại vì em thích ra đường là phải thơm. Hiện tại em làm việc quận nhất hả? Dạ. Anh thì văn phòng của anh ở Bình Thạnh. Thì thử đưa ra tuần mình hẹn hò nhau mấy lần ở đâu đó. Chỉ cần em muốn thì ở đâu anh cũng có thể tới. Kiểu có một câu là chỉ cần em muốn hẹn hò, người xinh cảnh đẹp, cuộc tình anh lo, đúng không ạ? Ok. Ví dụ như mình có duyên với nhau thì anh muốn một tuần là mình sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Trước đây giống như anh chưa có người yêu thì anh có thể anh chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng hiện tại khi anh có người yêu thì anh sẽ chủ động. Giống như là có thể là những ngày em bận đi thì anh sẽ hỏi em trước, nếu như mà em sắp xếp được thì mình sẽ gặp nhau sau giờ làm. Hoặc là có thể trưa mình còn đi ăn trưa với nhau, hoặc là buổi tối. Em cũng có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em thì giống một cái mẫu người anh thích. Đầu tiên là nhẹ nhàng. Anh thích một người làm việc văn phòng và em cũng như vậy. Nếu như trong thời gian tới mà anh với em mình cùng tìm hiểu nhau và cả hai cùng có những cái điểm chung với nhau thì mình sẽ sớm về chung với nhau, nếu như cả hai cùng nhìn được cái con đường xa cho cả hai. Nếu như mình là nhân viên của nhau thì mình có thể tìm hiểu hoặc là 3 năm. Okay. Thì khi em tròn 28 tuổi mình đăng ký kết hôn là okay. Vừa đẹp. Ok, anh có thể chấp nhận. Số okay. 8 nữa. Cưới ngày 8 tháng 8 năm 2028. Bây giờ hai bạn hát cái đi. Dạ, anh có thể giúp đỡ em, anh hát trước được không ạ? Em mới có cảm hứng hát tiếp. Ok, thì anh cũng muốn tặng em một đoạn thôi được không ạ? Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những điều hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông. Anh sẽ cố làm tân ca, anh sẽ không bao giờ như thế.
Được mà. Em hát không được hay rồi. Được mà. Dạ. Có thể cho em mượn chai nước để em hát cho nó giống. Hay là em có thể là anh có thể làm chai nước cho em. Em lấy cái chai dừa thơm á, làm mi luôn. Em xin hát bài Vì Đó Là Em. Bài này là ngày xưa mà ba em hay đánh đàn guitar cho mẹ con em nghe. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng áng mây biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Hay mà. Hát hay nhất là cầm chai dầu thơm hát á. Ừ. Dạ. Chúng ta đã trò chuyện một thời gian cũng khá dài. Bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. Bấm nút bằng cả trái tim của mình, không bấm bằng bất cứ điều gì các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 2 rưỡi 3 Như vậy là các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Em xin phép gia đình cho đặt một nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt hôm nay. Con xin phép hai bác ở nhà cho con được hôn mai. Đẹp lắm. Một cô gái rất là hiền, ngoan, dễ thương, một chàng trai rất là năng động. Anh nghĩ rằng hai đứa sẽ bổ trợ cho nhau để tạo thành một cặp đôi hoàn hảo hơn trong cuộc sống nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Chào bạn, ngồi đi bạn. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào bạn nữ bên kia. Tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đăng Nam. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai. Em làm giáo viên tiểu học. Tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ. Năm nay em 23 tuổi ạ. Trước đây thì em đi sang Nhật 3 năm. Và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán. Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á, để mình làm một cái ngành gì đó thiên về tiếng Nhật. Tới tới Nhật đi phiên dịch chẳng hạn, ví dụ đúng không? Dạ. Bây giờ em đang ở đâu? Giờ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Dạ quận 12. Quê của em ở đâu Tâm? Dạ ở Đồng Tháp ạ. Em trai là em ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai. Đồng Nai là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không, em huyện Nhân Trạch. Ôi, sắp tới là có cầu rồi, khỏe rồi. Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em là người biết lắng nghe, khá là tâm lý. Ngoài ra em cũng biết làm việc nhà. Em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ. Vì đó đặc thù nghề nghiệp của em. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm. Như là em rất là thích ngủ. Em có thể ngủ cả ngày. Ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều có thể ngủ được. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút. Ngày mai không có làm gì, có thể nhiều lúc em lười quá em mệt, em không có tắm luôn. Ngoài ra cũng nhiều lắm, em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều, nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra. Ngoài đàn gái, còn em? Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ. Cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát. Dễ thích nghi giống như là, ví dụ như bây giờ mình đang bình thường vậy nè. Chiều mình trúng số thôi là mình thích nghi được hết. Thích nghi được liền. Dạ. Rồi nhược điểm của em là có lẽ là khó gần. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần. Và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai đó, là lâu lâu có lúc siêng, có lúc lười. Rồi có thèm ngủ giống như bạn không? Khi mà em làm ở bên Nhật á, thời gian của em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng. Tại vì em làm đêm quá nhiều á, cho nên là em phải ngủ lại, bù lại. Khuyết điểm của em chắc là thù dai á. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được. Không quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai đó mệt lắm. Anh trai, được tình duyên em thế nào? Thực chất thì em có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên
và một mối tình cách đây vài năm trước. Mối tình đó mấy năm? Dạ hơn một năm anh ạ. Hơn năm rồi, mối tình sau là mấy năm? Dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi. Như vậy thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn em thì có mấy mối tình rồi? Dòng đời cũng đưa đẩy, em ế tới giờ. Ế tới giờ là sao? Dạ tại vì em khó tính á. Vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào? Dạ vâng. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào? Dạ cái gu của em là cái người mà có cái mặt á hơi baby cute, nói chung là con trai mà phải trắng chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích. Rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu? Cao hơn em là được, tại vì em cũng cao bao nhiêu? Em cao có 1m51. Bạn kia cao hơn chắc luôn, 1m55 là được rồi. Ngon, đây 56 luôn. Bạn gái chào anh, dễ thương quá. Dạ về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ em khùng giống bạn này cũng lầy đó, cái kiểu lầy á. Tức là thù dai á em. Lầy lầy khùng khùng chút á. Em tưởng thù dai là thì thôi. Nhưng mà lầy thì nhây thì cũng phải biết điểm dừng á, chứ đừng nhây quá. Rồi. Vậy ha. Dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Hút thuốc à, bạn bên đó có hút thuốc không? Em hút thuốc là hồi cấp 3 em cũng hút thuốc. Nhưng mà em bỏ mới được nửa năm thôi. Rồi bỏ rồi đúng không? Còn gì nữa không? Gia trưởng. Có gia trưởng không trai? Dạ có một chút thôi ạ. Em thích cái dáng kiểu người mà như là văn minh lịch sự á. Ủa giờ đàn ông không có văn minh lịch sự hả? Ít lắm. Tại vì em ở dưới quê á, nhưng là cũng có một số người nói. Có em, giờ dưới quê ta cũng lịch sự văn minh lắm. Ở quê là ở đâu? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ huyện nào? Dạ Tam Nông. Trời, Tam Nông hả? Ngay Tràm Chim rồi đó hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. À rồi, yêu cầu đàn gái là vậy đó. Giờ em muốn người yêu của em thế nào em thông báo cho chị Vân biết coi. Thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết. Cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi. Nếu gặp em thích thì em sẽ thích. Vậy thì cũng được, có nghĩa là em không cần thiết là phải cao bao nhiêu, mắt phải to, mũi phải cao hay này kia nọ đúng không? Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi. Đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Chính ra vậy thì khó đó. Bởi vì những người ta ra điều kiện đôi khi nó dễ. Còn cái người mà thôi mình nhìn được là được. Nhìn được là được mà biết chừng nào mới là được. Thôi bây giờ là cứ để cho các bạn gặp nhau xem cảm xúc tới đâu đúng không? Em đi với ai vậy em trai? Dạ ở đây thì em có đi với anh chị, với cả em và một số anh chị trong trường. Rồi xin mời đại diện đàn trai. Em xin được chào hai MC của chương trình, quý gia đình bên cô gái cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay. Hiện tại em là giáo viên đồng nghiệp chung với em Nam ở trong trường. Lần đầu tiên Nam về trường thì qua nhận xét của em thì em thấy Nam là một người hiền lành, ít nói. Thì lần đầu tiên ấn tượng của em về cô gái là hiền lành, cũng có khiếu hài hước. Đây cũng thể là một người con gái biết quan tâm đến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Anh gái đi với ai vậy? Em đi với ba mẹ và một người bạn thân ạ. Xin lời nói đầu tiên thì con xin được phép gửi lời chào đến MC Huyền Linh và MC Hồng Vân. Qua những lời nãy giờ của cháu bên đây trình bày, theo cái quan sát riêng thấy cháu thì cũng được, gương mặt thì cũng sáng sủa, thích cũng rất thích bên cái ngành giáo viên. Và cũng xin được nói thêm với bên em trai bên đây, nãy giờ cái tính cách của cháu thì cháu cũng đã trình bày, thì cái tính nó cũng hơi khó, hơi kỹ tính. Hai đứa mà có thí dụ sự hài hòa với nhau, gặp gỡ nhau trong buổi trường quay hôm nay, hãy cho nhau một cơ hội. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi hai trẻ sẽ quyết định. Mở rào. Đã. Chào em. Thì tới đây anh có món quà thì tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng gửi lên món quà. Anh cảm ơn. Ngồi. Em mở quà đi. Dạ. Cái bình nước. Ở đây thì anh tặng cho em một cái bình nước. Bình nước này có màu xanh. Màu xanh nghĩa hy vọng. Thì anh hy vọng này là bình nước này sẽ đồng hành với em thật lâu. Cũng như mỗi lần em uống nước thì em sẽ đều nhớ đến anh. Rồi chúng ta cảm nhận lần gặp mặt đầu tiên như thế nào? Thì cũng đúng gu em, cũng baby, cũng cute. Thực sự mà nói mà ai mà nói anh baby cute thì anh cũng thích lắm. Vì nếu cách 5-7 năm thì được. Nhưng mà đối với cảm nhận của em là em thấy anh cute.
Có nhiều lời khen, em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thì anh nhìn thấy em cũng rất là dễ thương. À, lúc này thì em có bảo á là em không thích con trai hút thuốc. Dạ. Thì anh cũng nói thật luôn. Thì anh có hút thuốc là hồi cấp 3 anh cũng có đố đo anh có hút thuốc. Thì anh mới bỏ được hơn nửa năm gần đây thôi. Nhưng mà anh biết rằng á, nếu mà thực sự muốn bỏ thuốc á thì ít nhất phải cai được hoàn toàn trong khoảng hơn 2 năm trở lên. Thế lỡ như sau này một ngày nào đó rồi anh có hút thuốc lại thì em sẽ như thế nào? Thì em sẽ tìm cách cho anh đừng hút thuốc lá nữa. Rồi, vậy sẽ cố gắng. Nhìn này, anh em có thể giống như là mẫu hình tượng lý tưởng của em không? À, về em nói về ngoại hình trước nha. Thì ngoại hình thì em nói là giống như ru của em. À, về tính cách thì hiện tại mình chưa nói chuyện nhiều á, cho nên em chưa hiểu rõ về anh. Dạ, anh cho em hỏi nha. Lúc nãy anh bảo là anh ở Đồng Nai á, nhưng sao em nghe giọng anh giống giọng người miền Bắc á? À, thực ra anh là quê gốc của anh Hà Tĩnh, nhưng mà từ nhỏ giờ anh sống ở Đắk Lắk. Dạ, thì không biết cảm xúc của anh lần đầu tiên gặp em như thế nào? À, thì trước khi gặp em á, thì khi em lên đây thì anh cũng rất là hồi hộp rồi. Mà gặp em đúng là nó còn hồi hộp hơn. Hiện tại là anh đang cố giữ bình tĩnh á. Quan niệm của anh về hai từ yêu xa nó như thế nào? Yêu xa hả? Thực ra anh cũng rất là yêu xa. Nhưng mà quan điểm của yêu xa đối với anh là biết tin tưởng nhau. Cái đó cả kiên quyết. Cái thứ hai là biết chia sẻ. Và đối với anh trong tình yêu sự chủ động á là đa phần phải đến từ con trai trước. Cho nên là chuyện yêu xa thì anh sẽ cố gắng khắc phục triệt để. Nếu như xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt luôn thì hai bạn ai sẽ là người xuống nước trước? À, nếu thực sự mà anh với em có một cuộc cãi vã gay gắt thì đối với con trai giống như nhà anh cũng vậy thôi. Bố anh cái gì cũng nhường cho mẹ anh hết á. Thì anh cũng giống như bố anh, thì anh sẽ cố gắng hết sức để nhường nhìn em. Thì tại vì tính em cũng cái kiểu hơi khó, cho nên là thường nếu em sai thì em sẽ nhận sai. Còn nếu mà em đã cảm thấy mình đúng rồi thì em sẽ cãi cho tới cùng. Thế anh hỏi này, chẳng hạn như bây giờ nhá, ví dụ anh với em cãi nhau, rồi em trong lúc cãi em chợt nhận ra ồ mình sai mất rồi, thế lúc đó em có cãi nữa hay không? Không, tới lúc đó khi em đã nói rồi, khi em nhận ra em sai thì em không cãi nữa. À, và em chấp nhận. Rồi. Em thì đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, còn anh thì ở dưới Đồng Nai. Thì ví dụ như mà mình tiến tới với nhau thì cái cách mà mình hẹn hò thì nó sẽ như thế nào? Hàng tuần á thì công việc của anh á là từ thứ hai đến sáu, thứ bảy có thỉnh thoảng nữa thì anh có làm trên trường. Thì nếu anh sắp xếp được như chẳng hạn như buổi tối hay là thứ bảy cuối tuần, nếu em rảnh thì anh sẽ lên chỗ em chơi. Thôi cặp này trẻ trung quá, giao lưu bằng văn nghệ đi, văn hóa văn nghệ đi. Người 25, người 23 đi. Em có biết hát tiếng Nhật không? Dạ biết. Biết thì đâu đâu em hát, em biểu diễn cho mọi người nghe bài cho bạn này hết hồn đi. Em làm thì mọi người làm theo em nha, tại vì cái bài đó cũng dễ thương á. Thì đó, bây giờ có đối tượng kế bên kìa, làm theo làm đi. Hai người. Cả trường quay làm thì nó sẽ vui hơn. Đó, cả trường quay làm với mọi em người đi. Hỗ trợ rồi em đó. Nhé. Chị ngồi đây chị làm luôn nè. Siêu wa senarate o tatako. Siêu wa senarate o tatako. Siwa se narata edo de shimeso yo, hora minna de te o tatako. Siwa se nara ashi naraso. Siwa se nara ashi naraso. Siwa se narata edo de shimeso yo, hora minna de ashi naraso. Dạ rồi em xin hết ạ. Nội dung nó là gì vậy? Cái chữ siwa se có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thì tay cũng hạnh phúc, chân cũng hạnh phúc. Nói chung là cái bài này nó còn rất là nhiều bộ phận trên cơ thể nữa. Nói như nếu người ta hạnh phúc thì tất cả mọi dạ, đúng cơ quan cơ thể dạ, ta đều hạnh phúc cả. Dạ. Rồi, hết thời gian. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. 3 2 1 hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Dạ. Em thấy chàng trai còn thiếu cái điều gì? Về bên bạn trai thì em nghĩ là gọi là hoàn toàn phù hợp với những cái tiêu chí mà em đưa ra. Nhưng mà tại vấn đề là ở em là em chưa chuẩn bị đúng tâm lý để mà em yêu xa. Dạ, không sao. À, cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà.
Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yageo trên toàn quốc. Yageo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm